Nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, ngày 27 tháng 7 năm 1947, ngày 27 tháng 7 năm 2023 và dự hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2023 tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngày 22 tháng 7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Trung ương đã dân hương viếng các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Quảng Trị. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã đến dân hương tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Huế, thăm công viên văn hóa và khu lưu niệm đồng chí Tố Hữu tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đoàn công tác đã mặc niệm tự nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của quê hương Thừa Thiên Huế anh hùng, đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất tổ quốc tại tỉnh quảng trị thủ tướng chính phủ phạm minh chính và đoàn công tác đã đến dân hương tại thành cổ quảng trị nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường Chính, nghĩa trang liệt sĩ quốc gia trường sơn thủ tướng chính phủ bày tỏ lòng biết ơn và sự tôn vinh đối với những người con yêu quý trên mọi miền đất nước đã không tiếc máu xương cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng và thống nhất đất nước tin tưởng đây là những địa điểm hành hương của nhân dân khắp mọi miền thể hiện đạo lý cao đẹp của dân tộc việt nam uống nước nhớ nguồn